Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở trong bài học Cơ Đốc Nhân Đắc Thắng dựa trên quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúng ta đã được nhắc nhở ba điều quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta phải đón nhận hết tất cả và trân quý những gì Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng ta. Bởi vì để chúng ta có thể kinh nghiệm được một sự sống đắc thắng, và để đảm bảo cho chúng ta có thể sống một đời sống đắc thắng, sự phục vụ của chúng ta đầy kết quả, thì Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng ta những sự ban cho sự trang bị của Ngài. Nhất là Chúa Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa thể hiện ở trong đời sống của chúng ta. Trước khi Chúa Giêsu Ngài rời khỏi thế gian, thì Ngài đã nói với các môn đồ của Chúa, đó là Ngài sẽ ban một đấng yên ủi khác. Cái chữ khác ở tại đây không phải là khác lạ, nhưng mà là cùng một đấng, nhưng công việc của Ngài khác hơn, nhưng mà là cùng một loại. Bởi vì Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời, ở trong đạo ba ngôi Đức Chúa Trời mà chúng ta kinh nghiệm. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa, chúng ta được nhắc nhở đó là một Cơ Đốc Nhân, để đời sống sống đạo của chúng ta, để sự phục vụ của chúng ta theo tiếng gọi mà Chúa Ngài đã dành cho chúng ta, thì điều cần thiết mà chúng ta phải làm đó là tận dụng sự ban cho của Đức Giêsu, và chúng ta vun đắp mối quan hệ mật thiết với Đức Thánh Linh trong bước đi của chúng ta mỗi ngày. Họ cho chúng ta sẵn sàng chẳng những kinh nghiệm cho cá nhân mà chúng ta còn có thể ban cho ra, để chúng ta có thể phục vụ như sứ đồ Phi-rơ đứng trước người bại đã nói: bạc và vàng thì ta không có, nhưng điều ta có ta cho người. Ông biết điều mình có và ông sẵn sàng với thái độ của sự ban cho. Thì Chúa Ngài cũng muốn chúng ta kinh nghiệm như vậy, để dạy Chúa quyền năng của Ngài, sự sức giàu của Ngài, và giữ cho sự sức giàu được luôn được tươi mới trong đời sống của chúng ta, hầu cho khi chúng ta gặp những nhu cầu ở trước mắt của chúng ta, thì chúng ta có thể nói một cách giản dị và đầy lòng tin, đó là những gì tôi có tôi có thể cho anh, cho chị. Và nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Chúng ta ôm lại hai phần đầu của bài học mà chúng ta đã học ở trong thứ tư tuần trước. Đó là nếu muốn bước đi ở trong chiến thắng, chúng ta phải kinh nghiệm pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã lên kế hoạch để trong những ngày cứu rốt này, Ngài đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Hầu cho những việc lạ xảy ra, đó là hết thảy đều sẽ nói tiên tri. Chúng ta sẽ thấy những cái khải tượng, chúng ta sẽ có những chiêm bao ở trong ơn của Chúa, trong sự mặc khải của Ngài. Mà chúng ta thấy một cuộc sống siêu nhiên được thể hiện ra ở trong ơn của Chúa. Và đây là điều hết sức là quan trọng. Điều này được gọi là lời cha hứa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được và để chúng ta sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta kinh nghiệm được báp têm ở trong Đức Thánh Linh. Khi chúng ta đã học tuần rồi, khi dân làm báp têm thì bằng nước, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài là đấng làm báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Nên kinh nghiệm này sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể trở nên một nhân chứng hiệu quả cho Chúa. Và nó quan trọng đến độ chúng ta thấy rằng Chúa Ngài căn dặn các môn đồ của Ngài đừng cố gắng để thực hiện luôn cả sứ mạng vĩ đại, nhưng phải chờ để được mặc lấy quyền phép từ trên cao qua kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh. Nó quan trọng đến như vậy. Và Chúa Giêsu Ngài muốn các môn đồ của Chúa có thể đi ra và thực hiện sứ mạng vĩ đại một cách đầy kết quả. Thì Chúa Ngài căn dặn họ hãy chờ điều cha hứa. Và cảm ơn Chúa, chúng ta cũng đã thấy báp têm Đức Thánh Linh được gọi là điều cha hứa cho chúng ta. Kinh Thánh có nhiều lời hứa, nhưng mà lời hứa rất quan trọng. Lời hứa có thể nói là lời hứa quan trọng nhất cho chúng ta. Đó là Ngài sẽ ban Thánh Linh, Chúa Thánh Linh, tức là Thánh Linh của Chúa, đến ở trên chúng ta, đầy dẫy trên chúng ta, bao phủ trên chúng ta, dầm thấm chúng ta ở trong quyền năng của Ngài. Đây là điều quan trọng mà chúng ta phải đảm bảo mình có. Báp têm bằng Đức Thánh Linh cũng là sự ban cho quyền năng để thực hiện mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta. Pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh cũng là một cái kinh nghiệm rõ ràng mà chúng ta có thể biết mình đã nhận được hay chưa.
Đây không phải là một cái ý niệm trừu tượng, nhưng mà là một cái kinh nghiệm thật ở trong đời sống của những người đi theo Chúa. Cho nên chúng ta hãy đảm bảo chúng ta có kinh nghiệm này, không phải chỉ là hiểu biết mà thôi, nhưng phải là kinh nghiệm ở trong ơn của Chúa. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh diễn ra vào một thời điểm nhất định. Chúng ta thấy rằng khi một người tin Chúa, khi một người nghe lời của Chúa và chúng ta đáp ứng lại, thì Chúa Ngài sẽ tuôn đổ Thánh Linh của Ngài ở trên chúng ta. Khi chúng ta xin, khi chúng ta khao khát, khi chúng ta sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được báp têm Đức Thánh Linh này. Báp têm bằng Đức Thánh Linh cũng là một cái hoạt động của Đức Thánh Linh khác biệt tiếp theo sau kinh nghiệm trở lại tin Chúa của chúng ta. Đây là kinh nghiệm mà sau khi một người tin Chúa thì chúng ta thấy như các môn đồ và các sứ đồ đầu tiên. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài sống lại, Ngài đã đưa tay ở trên họ, ban phước trên họ và Ngài thở ở trên họ để họ có thể nhận được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhận được Thánh Linh. Rồi chúng ta thấy Chúa Ngài căn dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, chờ điều tra hứa. Một kinh nghiệm thứ hai mà họ kinh nghiệm được ở trong ơn của Ngài. Và tuần rồi chúng ta đã học thế nào tất cả các lần mà Thánh Linh của Chúa tuôn đổ ra dầm thấm trên họ, kinh nghiệm được báp têm Đức Thánh Linh, thì chúng ta thấy rằng có những cái dấu hiệu rất là rõ ràng cặp theo để chúng ta có thể biết rằng mình đã được báp têm trong Đức Thánh Linh hay chưa. Báp têm trong Đức Thánh Linh là một phần của sự tái sinh và một kinh nghiệm tách biệt khỏi đời cũ của chúng ta. 8 và 39 nói, Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Giê-xu nhận báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa dành cho anh em, cho con cháu của anh em và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. Cảm ơn Chúa vì kinh nghiệm phước hạnh này. Và thứ hai, phần thứ hai mà chúng ta đã học ở trong tuần rồi, chúng ta ôm lại. Đó là nếu muốn bước đi trong đắc thắng, chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ thuộc linh của mình. Cảm ơn Chúa vì đây là một sự ban cho khác của Chúa. Nó mạnh mẽ, nó hiệu quả. Đến độ chúng ta biết rằng Satan sợ, chúng ta biết và sử dụng điều này. Cho nên ngay từ hội thánh đầu tiên, trong thế kỷ đầu tiên chúng ta thấy rằng đã có những cái sự chống đối, đã có những cái lệch lạc khiến cho người ta cảm nhận được như là đây là một điều không cần thiết nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho trong thánh của Chúa, trong lịch sử của hội thánh của Chúa, thì khi nhu cầu đòi hỏi và con cái của Chúa nhận biết rằng mình cần được gây dựng ở trong ơn của Chúa, thì Chúa Ngài đã tuôn đổ Thánh Linh của Ngài và ban cho họ cái sự trang bị này. Đó là khả năng để chúng ta có thể cầu nguyện trong Thánh Linh, hay là chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới. Chúng ta nói tiếng mới, chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Đây là một cái phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta đã xem những cái lợi ích mà chúng ta thấy được khi một người kinh nghiệm được sự ban cho này. Và chúng ta cũng nhớ sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã báo cáo cho các sứ đồ và hội thánh ở tại Jerusalem khi ông gặp họ đầu tiên, đã thuật lại cho họ thế nào Chúa Ngài đã tuôn đổ Thánh Linh của Ngài ở trên gia đình của con. Và trong kinh nghiệm đó, chúng ta thấy phước hạnh đã bày tỏ ra và họ đã thấy được thế nào Chúa Ngài ban cho gia đình của con này cái phước hạnh của việc được tuôn đổ trong Thánh Linh, và có một cái sự làm chứng và quan sát của những người tín hữu đã được cắt bì, như trong Công vụ chương 10 câu 44-46. Khi còn đang nói thì Đức Thánh Linh đã giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì là những người cùng đi với Phi-e-rơ đều kinh ngạc vì quà tặng của Đức Thánh Linh cũng đổ trên các dân ngoại nữa, vì các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chính cái việc mà người ta nghe họ nói tiếng lạ đã thuyết phục Phi-e-rơ và các sứ đồ rằng dân ngoại thực sự đã được báp têm ở trong Đức Thánh Linh giống như họ. Và chúng ta đã xem những cái lợi ích của việc chúng ta sử dụng ngôn ngữ này. Cầu nguyện hay nói tiếng lạ cũng giống như chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Thì Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 14-15 nói, vì tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không nhận được kết quả gì. Vậy tôi phải làm gì?
tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh, nhưng cũng cầu nguyện bằng tâm trí. Tôi sẽ hát bằng tâm linh, nhưng cũng hát bằng tâm trí. Như vậy chúng ta thấy có việc cầu nguyện ở trong tâm linh và cầu nguyện ở trong tâm trí mà tuần rồi chúng ta đã đào sâu vào. Hát ở trong tâm linh và cũng có hát ở trong tâm trí. Như vậy chúng ta thấy cầu nguyện trong tâm trí, cầu nguyện ở trong tâm linh, hai điều mà chúng ta thấy rằng hỗ tương với nhau. Nhưng mà hội thánh của Chúa thì nhiều năm tháng vì chúng ta bị dạy sai, bị nói xấu về phước hạnh này, cho nên chúng ta thấy hội thánh của Chúa chúng ta chỉ có thể cầu nguyện ở trong tâm trí, và hát thì chúng ta cũng hát bằng tâm trí hơn là chúng ta có thể cầu nguyện ở trong tâm linh nữa, cũng như là cầu nguyện ở trong thánh linh, hát ở trong thánh linh, ở trong ơn của Chúa, vì lợi ích nó lớn vô cùng. Chúng ta đã được nhắc nhở những cái phước hạnh, những cái lợi ích mà khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ này, khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ, là chúng ta gây dựng đức tin của mình, chúng ta gây dựng chính mình. Vì người nói tiếng lạ xây dựng chính mình, nhưng người nói tiên tri thì xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng ta cần xây dựng chính mình một cách mạnh mẽ lên để chúng ta sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Như chúng ta phải có một thể lực để chúng ta có thể làm những công tác nặng nhọc mà chúng ta cần có một cái sức mạnh để chúng ta thực hiện những công tác này. Thì cũng vậy, đời sống tâm linh của chúng ta chỉ có thể được mạnh mẽ khi chúng ta cầu nguyện ở trong thánh linh, cầu nguyện trong tiếng lạ. Vì người nói tiếng lạ gây dựng chính mình. Và chúng ta cũng thấy lời của Chúa dạy chúng ta trong Giu-đe câu 20: "Nhưng anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện trong đức thánh linh." Để chúng ta có thể xây dựng đức tin của chúng ta mạnh mẽ lên, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện trong thánh linh là như vậy. Và chúng ta cũng thấy cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh của chúng ta kết nối trực tiếp với thánh linh của Đức Chúa Trời. Đây là một gạch nối hết sức là quan trọng mà chúng ta cần có ở trong đời sống của chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 2 và câu 14, 15 chúng ta được nhắc lại: "Người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời, nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm ở trong thánh linh." Và câu 14, 15: "Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không nhận được kết quả gì. Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng cầu nguyện bằng tâm trí. Tôi sẽ hát bằng tâm linh nhưng cũng hát bằng tâm trí." Bởi vì người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời. Có một sự kết nối hết sức là quan trọng ở tại đây mà chúng ta thấy được. Khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ thì chúng ta xua đi sự nghi ngờ do những lời dối trá của Satan mang đến. Chúng ta cầu nguyện trong thánh linh làm cho chúng ta vững vàng, tâm trí của chúng ta được gây dựng nữa để chúng ta có thể kết quả ở trong ơn của Chúa. Thứ tư, chúng ta đã thấy khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ thì Đức Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện khi chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào, lấy điều gì để cầu nguyện. Đức Thánh Linh lấy những tiếng thở than không thể diễn tả được bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Và thứ năm, chúng ta khi cầu nguyện ở trong tiếng lạ hay là cầu nguyện ở trong thánh linh, cầu nguyện trong tiếng mới đó, là chúng ta có thể cầu nguyện suốt ngày. Bởi vì lúc bây giờ tâm linh của chúng ta tương giao với Chúa. Và cùng một lúc, như chúng tôi tuần rồi đã mô tả cho anh chị em, chúng ta có thể vừa đọc Kinh Thánh, vừa cầu nguyện ở trong tiếng mới. Khi chúng ta cầu nguyện ở trong tâm trí, thì chúng ta không thể vừa cầu nguyện mà vừa đọc Kinh Thánh được. Chúng ta không thể vừa cầu nguyện ở trong tâm trí của mình để có thể làm những công việc khác. Nhưng mà cầu nguyện trong tâm linh, vì tâm linh của chúng ta tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời, trí của chúng ta thì không có làm việc. Cho nên chúng ta thấy não bộ của chúng ta không có làm việc. Như tuần rồi tôi đã chia sẻ với anh chị em một cuộc nghiên cứu mà một bác sĩ chuyên về những cái làn sóng tín hiệu của não bộ của chúng ta. Thì người ta mắc những cái sensor để người ta đo những cái mức độ của não bộ của chúng ta làm việc. Thì người ta thấy rằng khi một người cầu nguyện ở trong tâm trí thì não bộ của chúng ta nó nổi màu đỏ lên rồi nó đang hoạt động. Nhưng khi người ta khuyến khích cái người đang được nghiên cứu đó chuyển qua và cầu nguyện trong tâm linh thì họ liền thấy là não bộ nó trở lại màu xanh, nó không có hoạt động, bởi vì tâm linh của người đó cầu nguyện và tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời. Đây là những lợi ích mà giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể được trang bị một làm mạnh mẽ chính mình
làm đức tin của mình được gây dựng ở trong ơn của Chúa, để chúng ta có thể cầu nguyện trong lúc chúng ta không biết điều gì để mình cầu nguyện. Đức Thánh Linh lấy những tiếng thở than không thể nói ra được đó mà Ngài cầu thay cho chúng ta. Như vậy đây là một cái lợi ích rất lớn mà chúng ta cần biết để chúng ta áp dụng ở trong đời sống của chúng ta và sử dụng ngôn ngữ thiêng liêng này một cách tốt đẹp. Tôi khuyến khích anh chị em, nếu hôm nay là lần đầu tiên mà anh chị em học bài học này với chúng tôi, trở lại với tuần trước để chúng ta học nghe lại một cách kỹ càng hơn. Thì tôi chỉ tóm tắt hồi dẫn chúng ta vào ở trong phần thứ ba là điều mà chúng ta tiếp tục cho bài học mà chúng ta đã học dở dang qua thứ tư tuần rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào nếu muốn bước đi trong chiến thắng đắc thắng, chúng ta phải liên tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Người tin Chúa có ba cuộc gặp gỡ quan trọng với Đức Thánh Linh, và tất cả đều giúp người tin Chúa đạt được cái thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn nhận được đầy đủ lợi ích của kinh nghiệm này, chúng ta phải hiểu mục đích và sự khác biệt của mỗi kinh nghiệm đó. Thứ nhất là người tin Chúa được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Được sanh ra bởi Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm chỉ xảy ra một lần. Chúng ta nhớ như vậy. Đây là cái kinh nghiệm được tái sinh, chúng ta được sanh lại ở trong Chúa chỉ xảy ra một lần. Nó cần thiết để chúng ta có thể được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Như Chúa Giê-xu Ngài đã bảo cho Nicodem, khi ông đến và ông hỏi Chúa thế nào một người có thể bước vào vương quốc Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu trả lời ở trong Giăng chương 3 câu số 5, người đó phải được sanh lại. Nó gắn liền với sự tái sinh hay là sự tái sinh thuộc linh như Giăng chương 3 câu số 3. Chúng ta cần phải được sanh lại để tâm linh của chúng ta lại sống ở trong ơn của Chúa. Vì chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời Ngài dựng nên loài người chúng ta giống như Ngài, theo ảnh tượng của Ngài, thì Đức Chúa Trời có ba ngôi và con người của chúng ta cũng có ba phần. Chúng ta có tâm linh, chúng ta có linh hồn và chúng ta có cái thể xác ở bên ngoài. Khi tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva đã phạm tội, thì phần tâm linh là phần tương giao với Đức Chúa Trời, phần mà trực giác để chúng ta có thể liên lạc, có thể nghe được tiếng phán của Chúa, chúng ta có thể gần gũi và chúng ta dính liền với Chúa đó. Thì cái phần trực giác đó nó cũng bị chết đi. Chỉ còn có một điều duy nhất ở trong tâm linh của chúng ta là lương tâm của chúng ta mà thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi chúng ta kinh nghiệm trở lại tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống, tội lỗi được đem ra khỏi đời sống của chúng ta, Thánh Linh của Chúa liền bước vào, Ngài sanh chúng ta lại và khiến cho tâm linh của chúng ta bây giờ được sống động, trực giác được phục hồi. Bây giờ chúng ta có thể tương giao, chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa, chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời Abba là Cha. Và kinh nghiệm này cũng giúp đỡ cho chúng ta, đó là thân thể của chúng ta đã được rửa bằng huyết của Đức Chúa Giê-xu, bây giờ xứng hiệp để có thể đón nhận Thánh Linh của Chúa ở lại trong chúng ta, và thân thể chúng ta trở nên đền thờ của Chúa, nơi mà Chúa Ngài ngự. Kinh nghiệm nó xảy ra khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và thừa nhận quyền tẩy trị của Đức Chúa Giê-xu Christ. Cảm ơn Chúa. Nó cho phép cho chúng ta trong đó Đức Thánh Linh được kết hợp với nhân linh của chúng ta, và chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, gọi là đền thờ nơi Đức Thánh Linh Ngài ngự. Vậy trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16-17, chương 6 câu 17 và Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu số 16. Kinh nghiệm được tái sinh cũng là bằng chứng cho thấy chúng ta đã được sanh lại bởi Đức Thánh Linh, và là bằng chứng bên trong của Đức Thánh Linh rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, như Roma chương 8 câu số 16. Kết quả của kinh nghiệm này là trái của Đức Thánh Linh bắt đầu trở nên rõ nét ở trong đời sống của chúng ta, và mỗi một ngày một rõ hơn. Và chúng ta biết trái của Đức Thánh Linh có 9 cái nét đó, chính là hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Để chúng ta được tái sinh và trái Đức Thánh Linh thể hiện trong chúng ta, để chúng ta mỗi ngày trở nên giống như Đức Chúa Giê-xu Christ hơn. Đó là kinh nghiệm phước hạnh, nó bắt đầu cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Được tái sinh tập trung chủ yếu vào để chúng ta mang bản tính hay là Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta thấy người tin Chúa phải chịu thế bắt em ở trong Đức Thánh Linh. Kinh nghiệm mà Luca chương 3 câu 16 nói: vì vậy
răng trả lời với mọi người: tôi làm báp têm cho các người bằng nước, nhưng có một đấng uy quyền hơn tôi sẽ đến, tôi không đáng mở quai dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. Đây là lời mà John Baptist đã rao báo cho dân chúng trong lúc bấy giờ. Và Công vụ chương 1 câu số 5, vì John đã làm báp têm bằng nước, đây là lời Đức Chúa Giêsu Ngài xác nhận. Nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, lấy một kinh nghiệm mà chúng ta thấy rằng đem lại cái sự so sánh giữa nước và Đức Thánh Linh. John Baptist thì làm báp têm bằng nước, nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và chúng ta đã thảo luận điều này ở trong những điểm trước đó. Thì xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta phải trải qua và tiếp công ơn của Chúa. Thứ ba, người tin Chúa phải được liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh. Đây là phần còn lại của bài học của chúng ta. Ê-phê-sô chương 5 câu 18 cho đến câu số 19 chép: đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa, được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một cái mệnh lệnh. Bởi vì từ này ở trong mệnh lệnh cách, đó là hãy được đầy dẫy. Ở đây cho chúng ta thấy chúng ta có một cái trách nhiệm để chúng ta được đầy dạy. Chúng ta có cái trách nhiệm, chúng ta phải giữ cho việc mình kinh nghiệm Đức Thánh Linh một cái đầy dạy trong đời sống của mình. Được đầy dạy là liên tục, cho nên chúng ta phải liên tục được đầy dạy. Đây không chỉ là điều mà chúng ta theo đuổi khi chúng ta tuyệt vọng, khi chúng ta bị cạn kiệt, chúng ta mới chạy đến với Chúa, chúng ta xin. Nhưng mà chúng ta hiểu cái hình ảnh này là chúng ta luôn luôn được đầy dạy Chúa. Chúng ta phải giữ mình luôn luôn được đầy dạy Đức Thánh Linh, để chúng ta sẵn sàng được đưa vào sử dụng và chúng ta có một cuộc sống đắc thắng. Chúng ta thấy một cái thái độ và cái cách mà chúng ta thấy thường, cá nhân tôi cũng đã từng ở trong số những người này. Đó là chúng ta tha thiết cầu nguyện xin Chúa đầy dẫy ở trên mình trước khi mình bước lên bục giảng, trước khi mình phục vụ. Và anh chị em, nếu đó là điều chúng ta chờ cho đến lúc như vậy, thì chúng ta thấy rằng là một cái sự thiếu sót của chúng ta. Chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh mỗi ngày, luôn luôn, để chúng ta sẵn sàng khi nhu cầu đến thì chúng ta có thể bước vào và chúng ta hoạt động liền. Chúng ta vận hành trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa để chúng ta phục vụ. Như tôi thường dùng hình ảnh để nhắc nhở anh chị em về cái nhu cầu mà chúng ta đối diện. Tôi không biết cái cú điện thoại kế tiếp ai là người sẽ gọi tôi và nhu cầu của họ là gì. Nếu tôi không có sự chuẩn bị sẵn sàng thì anh em sẽ không được nhận được cái sự phục vụ đầy quyền năng và kết quả một cách tối đa từ nơi tôi. Cho nên tôi có một cái trách nhiệm là phải giữ chính mình luôn luôn được đầy dạy Đức Thánh Linh. Như trong hình ảnh mà tôi thường dùng, đó là chiếc xe của chúng ta, cái ô tô của chúng ta đó. Nếu chúng ta muốn khi có nhu cầu chúng ta có thể nổ máy và chúng ta đạp ga chúng ta đi đó, thì chúng ta phải đảm bảo là bánh xe phải được bơm hơi căng đầy, bình xăng của chúng ta cũng phải được đổ đầy, và chúng ta phải đổ đúng nhiên liệu. Khi có nhu cầu chúng ta có thể đưa chìa khóa vào, hay là chúng ta bấm nút để chúng ta khởi động xe của chúng ta và chúng ta đạp ga và chúng ta đi. Lúc đó chúng ta không có thời giờ để chúng ta chạy đi đổ xăng bởi vì xe của mình hết xăng, hay là bánh xe của chúng ta nó đang xì xẹp. Vì có những nhu cầu cấp bách, có những nhu cầu đòi hỏi chúng ta là phải bắt tay vào làm việc liền. Như tối hôm qua, Hội Thánh chúng ta đã suy nghĩ về Philip, chấp sự Philip. Ông cùng với Hội Thánh bị sự bắt bớ của Saulơ mà sau này được đổi tên là Phaolô đó. Thì Hội Thánh của Chúa tan lạc. Đi đến đâu thì Hội Thánh của Chúa giảng tin lành của Chúa đến đó. Philip khi ông đến thành Samari, thì chúng ta thấy rằng lập tức ông giảng về Đấng Christ ở tại đó. Và trong quyền năng của Chúa, ông đã chữa lành những người đau ốm, ông đã giúp đỡ cho những người bại, những người què được lành và đi. Rồi chúng ta thấy quỷ cũng bị trục xuất ra khỏi những người mà nó áp bức, nó kìm hãm. Thì chúng ta thấy Philip ở đây, ông mang hình ảnh của một người sẵn sàng để được đưa vào sử dụng. Khi hoàn cảnh cánh cửa cơ hội được mở ra, thì chúng ta phải sẵn sàng để bước qua những cái cánh cửa cơ hội đó. Muốn được như vậy, chúng ta phải đảm bảo mình luôn luôn ở trong cái tình trạng, một cái trạng thái của sự đầy dạy Đức Thánh Linh luôn luôn. Và đây là điều hết sức quan trọng mà tôi xin nhấn mạnh, lời nhắc nhở và khích lệ anh chị em.
Điều này thật sự phải là một cái phong cách sống của chúng ta. Một sự sống đầy dạy Đức Thánh Linh liên tục. Để chúng ta sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Nó tương đương với dầu ở trong chân đèn, ở trong đền tạm thời cựu ước mà chúng ta đã được nhắc nhở. Thì chúng ta thấy rằng cái chân đèn và các nhánh, cái đèn ở trong đền tạm, ở sau này ở trong đền thờ, thì nó có 7 cái ngọn mà chúng ta thấy nó phải liên lạc với nhau. Và có một cái bình để dầu có thể tiếp tế cho ngọn lửa cứ tiếp tục cháy. Nó cháy bằng dầu chứ không cháy bằng tim đèn mà thôi. Đây là điều quan trọng mà chúng ta thấy trong suốt Tô Ký chương 25 câu 31 đến 40 cho chúng ta thấy cái sự liên lạc. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy được cái việc quan trọng là chúng ta phải giữ cho lửa không hề tắt. Con cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Đế và thân của chân đèn được làm bằng vàng giác. Đài đèn, nụ đèn và cánh hoa đều được gắn vào chân đèn. Có 6 nhánh nứt ra hai bên chân đèn, 3 nhánh bên này và 3 nhánh bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra từ chân đèn, trên mỗi nhánh đều có 3 cái đài đèn tạo hình hoa hạt nhân với nụ đèn và cánh hoa đèn. Ngay trên chân đèn cũng có 4 đài hình hoa hạnh nhân với nụ đèn và cánh hoa đèn. Trong 6 nhánh của chân đèn nứt ra, cứ dưới mỗi 2 nhánh thì gắn một nụ đèn. Các nụ đèn và các nhánh của chân đèn được gắn kết với chân đèn. Tất cả đều được làm bằng vàng ròng giác mỏng. Con cũng hãy làm 7 ngọn đèn cho chân đèn. Đặt những ngọn đèn đó thế nào để khi thắp lên thì sáng tỏa ra trước chân đèn. Kéo cắt tim đèn và khay đựng tàn đèn cũng sẽ làm bằng vàng ròng. Một ta lưng vàng ròng sẽ được dùng làm chân đèn và các dụng cụ khác. Vậy con hãy xem xét và làm đúng theo kiểu mẫu đã chỉ cho con ở trên núi. Đức Chúa Trời rất chi tiết để Môi-se ông có thể nhờ những người thợ làm cái ngọn đèn ở trước mặt Chúa. Từng chi tiết một, nó phải liên lạc với nhau. Để rồi chúng ta thấy ở tại đây, vật liệu thì là bằng vàng ròng. Và từng chi tiết một, Chúa Ngài chỉ cho Môi-se để thiết kế cái ngọn đèn này. Ngọn đèn có 7 ngọn là hình ảnh của Thánh Linh của Chúa. 7 thuộc tính trọn vẹn của Đức Thánh Linh mà sách Khải Huyền gọi là 7 ngọn đèn của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy rằng được sắp đặt một cách rất là rõ ràng. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Để chúng ta có thể được tỏa sáng thì chúng ta phải có sự liên lạc theo những nguyên tắc của Chúa. Như chúng ta đã học ở trong 2 phần đầu, chúng ta phải kinh nghiệm được báp têm ở trong Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng phải kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ mới mà Chúa Ngài ban cho chúng ta, ngôn ngữ thiêng liêng, để chúng ta có thể liên tục cầu nguyện, chúng ta gây dựng chính mình, chúng ta gây dựng đức tin của mình, để chúng ta mạnh mẽ và sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Rồi một hình ảnh khác mà chúng ta thấy tại đây, bắt đầu có cái việc đổ dầu vào ở trên đèn. Nhưng mà sau đó có cái việc đổ đầy hoặc là tiếp nhiên liệu hàng ngày để dầu sẽ yểm trợ cho đèn nó cháy, chứ không phải là cháy bằng cái bấc hay là cái tim đèn mà thôi. Ánh sáng từ ngọn đèn phải được cháy một cách liên tục. Thì Suốt Tô Ký chương 27 câu 20 đến 21, Suốt Tô Ký chương 27 câu 20 đến 21, con hãy truyền cho dân Israel đem đến cho con dầu nguyên chất ép từ trái olive để thắp đèn và giữ cho đèn được thắp sáng liên tục. Trong liều hội kiến, bên ngoài bức màn trước hầm chứng ước, Aaron và các con trai người sẽ gìn giữ cho ngọn đèn luôn sáng ở trước mặt Đức Giê-hô-va từ tối cho đến sáng. Đây sẽ là một luật đời đời cho các thế hệ con dân Israel. Ở đây là điều mà chúng ta để ý tại đây rất là quan trọng. Nó là hình bóng của việc một đời sống của chúng ta. Muốn được tỏa sáng, muốn kết quả, muốn đắc thắng, thì chúng ta phải liên lạc với Chúa. Và chúng ta nhận cái sự tiếp trợ dầu từ nơi Chúa. Phần của chúng ta thì chịu trách nhiệm như Aaron và các con trai của người đó, giữ cho đèn luôn sáng, không hề tắt. Và đây là một cái luật đời đời cho các thế hệ con dân của Israel.
Và chúng ta hiểu điều này, đây cũng là điều mà chúng ta cần có trong công việc chúng ta giữ cho đời sống của mình luôn luôn có dầu, luôn luôn được đầy dậy được Thánh Linh, để chúng ta sẵn sàng và tiếp tục để chúng ta tỏa sáng ra trong ơn của Chúa. Là một kinh nghiệm đã được nhầm lẫn với phép tem bằng Đức Thánh Linh, vì nó thường được đề cập ở trong cùng một ngữ cảnh. Nhưng anh chị em yêu dấu, chúng ta phân biệt điều này để chúng ta nhớ. Báp têm Đức Thánh Linh là lần đầu tiên chúng ta kinh nghiệm sự đầy dậy Đức Thánh Linh. Nó xảy ra chỉ có một lần. Nhưng mà giữ cho mình liên tục được đầy dậy Đức Thánh Linh thì nó xảy ra mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta. Đó là một kinh nghiệm mà chúng ta phải có luôn. Thứ hai là kinh nghiệm dành cho bất cứ ai muốn có một quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời trong cả Cựu Ước cũng như Tân Ước. Như Luca chương 1 câu 15 và 41 cho chúng ta thấy. Vì con trẻ ấy sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu, nho hay thức uống có men, và sẽ được đầy dậy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Đây là những điều báo trước về cuộc đời của Giăng Baptist. Thì chúng ta thấy ông được đầy dậy Đức Thánh Linh từ khi còn ở trong lòng mẹ. Rồi chúng ta để ý đến tại đây một lần nữa, sau 6 tháng thì Elizabeth đi và được thăm bà Marie là mẹ phần xác của Đức Giêsu. Thì câu 41 chép: Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào thì thai nhi trong bụng liền nhảy nhót. Elizabeth được đầy dậy Đức Thánh Linh. Như vậy chúng ta thấy ở tại đây cái kinh nghiệm được Chúa Ngài đổ Thánh Linh của Ngài xuống là một việc, nhưng mà giữ cho đời sống của mình liên tục được đầy dậy Đức Thánh Linh là việc mà chúng ta có trách nhiệm, chúng ta phải giữ. Cảm ơn Chúa. Thứ ba chúng ta thấy liên quan đến việc Đức Thánh Linh đổ đầy lòng và trí của tín đồ, để mọi suy nghĩ, quyết tâm và hành động đều ở dưới sự ảnh hưởng bao trùm của Đức Thánh Linh. Với chúng ta lưu ý điều này, khi một cái gì đó được đầy dậy, nó sẽ được hấp thụ hoàn toàn, được bảo hòa và thấm nhuần. Chúng ta thấy hình ảnh của báp têm trong Đức Thánh Linh, chúng ta thấy chúng ta được nhận chìm trong Đức Thánh Linh. Nhưng mà khi chúng ta bước ra khỏi cái kinh nghiệm đó, chúng ta phải tiếp tục nhận lại, có bằng không thì nó sẽ hao dần đi chúng ta cần có. Đó là một cái kinh nghiệm liên tục hàng ngày của người tin Chúa. Như Ê-phê-sô chương 5 câu 18-19 mà chúng ta đã nghe, chúng ta nhắc lại: đừng say rượu vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Chữ phải và chữ đầy dậy tới đây cho chúng ta thấy rằng đây một hình ảnh của liên tục. Hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa để chúng ta có thể có một đời sống tương giao, thông công, cùng nhau gây dựng đức tin cho nhau. Khi chúng ta nhóm nhau lại thì chúng ta dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau, rồi hết lòng cùng nhau ca hát chúc tụng Chúa. Muốn có được như vậy, chúng ta phải được đầy dậy Đức Thánh Linh luôn luôn. Cảm ơn Chúa. Kết quả của kinh nghiệm này là sự bình an và niềm vui ở trong Đức Thánh Linh. Như Roma chương 14 câu số 17: vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. Ăn uống thông công, nó có cái lợi ích của nó. Nhưng mà vương quốc Đức Chúa Trời không phải chỉ thuần tí cho cái việc ăn uống mà thôi. Bình an, vui mừng ở trong Đức Thánh Linh. Xin Chúa nghe cho chúng ta kinh nghiệm được một cách tràn đầy sự hiện diện của Chúa. Người tín đồ cần được đầy dậy Đức Thánh Linh để chúng ta có thể bước đi trong sự đắc thắng trọn vẹn. Tại sao chúng ta cần phải tin vào điều này? Thứ nhất, những thói quen của cuộc sống có thể làm cho chúng ta cạn kiệt sinh lực và năng lực của chúng ta. Cho nên chúng ta lại phải được tái đổ đầy. Chúng ta kinh nghiệm như dầu được châm thêm vào để giữ cho lửa không hề tắt. Nhớ hình ảnh của hình bóng của Đức Thánh Linh là lửa. Và để có thêm cho đời sống của chúng ta, để lửa của Thánh Linh liên tục cháy, chúng ta phải tiếp tục được đồng đầy trong đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta cũng đối diện trong cuộc sống hàng ngày những cuộc tấn công của kẻ thù có thể làm cho chúng ta kiệt sức. Như chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, Ngài đi vào trong đồng vắng, được Đức Thánh Linh hướng dẫn Ngài vào trong đồng vắng và trong hoang mạc. Tại đó Chúa Giêsu Ngài kiêng ăn. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là
Ngài đối diện với ma quỷ cám dỗ. Và trong sự chiến đấu đó, Đức Chúa Giêsu đã đắc thắng. Nhưng chúng ta để ý tại đây, khi Chúa Ngài trải qua cái kinh nghiệm của sự cám dỗ đó, thì chúng ta thấy có sự thêm sức mà Chúa Ngài đã sai thiên sứ của Ngài đến. Và trong của Chúa, Đức Giêsu mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh trở về, và danh tiếng của Ngài được đồn ra khắp ở xứ Galilee. Một cái kinh nghiệm liên tục được đầy dẫy, được thêm sức sau khi đối diện với sự tấn công của kẻ thù. Thứ ba, những cái thử thách đặc biệt mỗi ngày có thể khiến cho chúng ta bị rối trí, chúng ta cũng còn thấy vấn đề một cách rõ ràng. Chúng ta cần phải được tái đổ đầy trong đời sống của chúng ta. Thứ tư, sự chống đối của những người không tin có thể làm cho chúng ta nản lòng. Như trong Công vụ chương 4 câu 23, phần của chúng ta phải đảm bảo mình lại được tái đổ đầy để mình kinh nghiệm được và sẵn sàng lại đứng lên phục vụ tiếp. Có nhiều cái dấu hiệu của một tín đồ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng có một sự dạn dĩ hơn trong lời làm chứng của chúng ta. Như Công vụ chương 4 câu 31, chúng ta thấy lời của Chúa dạy: khi cầu nguyện xong, nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời của Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy ở đây, đây là nói đến hội thánh của Chúa ở trong Công vụ chương 4. Chúng ta nhớ ở trong chương 2, họ đã được báp têm Đức Thánh Linh. Và trong chương 4, chúng ta thấy một lần nữa, họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và họ ra đi để mà làm chứng, giảng lời của Chúa một cách dạn dĩ. Khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, liên tục được đầy dẫy Thánh Linh, thì có một sự dạn dĩ lớn hơn ở trong lời làm chứng của chúng ta, ở trong việc giảng đạo của chúng ta. Có một sự nhạy bén cao độ để vận hành các ân tứ trong Đức Thánh Linh. Như Công vụ chương 6 của số 8, còn Ê-tiên đầy đức tin và quyền năng đã làm những dấu kỳ phép lạ lớn ở giữa dân chúng. Cảm ơn Chúa. Ê-tiên giữ chung liên tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh và ông đã kết quả như vậy trong ơn của Chúa. Và thứ ba, chúng ta thấy sự khích lệ mà chúng ta được tuôn ra một cách đầy đủ hơn cho người khác khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đừng say rượu vì rượu dẫn đến buồn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Rồi chúng ta thấy rằng mệnh lệnh kế tiếp, hãy dùng thi thiên thánh ca những linh khúc mà đối đáp với nhau và hết lòng ca hát chúc tụng Chúa, để chúng ta có thể khích lệ anh chị em của mình, để chúng ta có thể đem lại một cái sức mạnh cộng hưởng. Thì mỗi người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta khi gặp nhau thì chúng ta không bước theo như xác thịt và làm những cái điều gây những chia rẽ khó khăn và chúng ta đánh ngã nhau. Nhưng mà khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta sẽ đem lại một cái sự khích lệ rất lớn cho anh chị em của mình. Đây là một việc rất là cần phải không anh chị em? Mỗi Chủ nhật chúng ta về nhà cha, chúng ta thờ phượng cùng nhau, thờ phượng Chúa. Chúng ta chia sẻ các ân tứ, sử dụng các ân tứ để chúng ta giúp đỡ, khích lệ, phục vụ nhau. Chúng ta được gây dựng lên và chúng ta thấy mình mạnh mẽ lên sau một cái buổi nhóm. Rồi giữa tuần chúng ta có những buổi nhóm học kinh thánh như thế này, hay là ở trong các hội thánh tế bào đơn giản. Cảm ơn Chúa vì anh chị em chúng ta cũng gây dựng, khích lệ với nhau. Và chúng ta thấy khi nào mà nhiều thành viên ở trong hội thánh, ở trong nhóm mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì chúng ta thấy rằng cái buổi nhóm đó nó đem lại một sức mạnh rất là lớn. Anh em ra về tràn đầy sự vui mừng, mạnh mẽ, vững vàng càng hơn, vì chúng ta để cho đời sống của mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh và chúng ta khích lệ nhau ở trong ơn của Chúa, là kết quả đem lại hết sức là phước hạnh như vậy. Thứ tư, mọi công việc của chúng ta đều sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Như Công vụ chương 6 câu 3 và câu 5 chúng ta còn nhớ. Vậy xin anh em hãy chọn trong số mình 7 người được tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này cho họ. Và chúng ta thấy rằng hội thánh đáp ứng lại và đã chọn tất cả mọi người trong câu số 5 đều hài lòng về các lời ấy. Họ đã chọn Ê-tiên, người đầy dẫy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bocorơ, Nicanor, Timôn, Bamena và Nicola là người Antioch theo Do Thái giáo. Thì chúng ta thấy những con người này đều có một cái nét chung, đó là họ đầy đức tin và đầy Đức Thánh Linh. Công việc của họ, chúng ta nhớ rõ rằng chỉ được chọn để giúp đỡ cho việc đãi tiệc cho hội thánh. Đây là những người mang thức ăn, là chia thức ăn cho các anh chị em của mình ở trong lúc hội thánh nhóm lại.
Nhưng mà họ, cái tiêu chuẩn ở tại đây, bởi vì luôn cả trong sự phục vụ bằng tiệc. Nếu chúng ta không được đầy dẫy Thánh Linh, mà chúng ta phục vụ bằng sức của xác thịt, thì công việc mà mệt một chút là có chuyện. Phải không anh chị em? Nhưng khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy rằng nếu có những lời phàn nàn, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta đối diện với những điều đó, chúng ta giải quyết những vấn đề đó, xử lý những vấn đề đó, và sau đó chúng ta lại tiếp tục vui vẻ trong sự thông công của Chúa. Bởi vì sống ở trong một cộng đồng niềm tin, có những lúc chúng ta thấy rằng chúng ta gặp phải những người mà họ đã thiếu cái sự nhận biết và thiếu cái việc giữ mình luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh. Xác thịt nó có thể nổi lên, sẽ có những lời phê bình về thức ăn chăng, hay là tại sao cái bàn của chúng tôi thì bên kia tôi thấy có 4 món được dọn ra mà bên này thì chúng tôi chỉ có 3 món chăng. Anh chị em thấy rằng sẽ có những cái chuyện như vậy. Nhưng mà khi các chấp sự được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì họ có thể phục vụ một cách hiệu quả hơn ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, có tự do, tự do lớn ở trong Đức Thánh Linh. Như Corinto thứ 2 chương 3 câu số 17, Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có sự tự do. Cảm ơn Chúa, chúng ta kinh nghiệm được sự tự do, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Thứ sáu, có thẩm quyền cao hơn để thách thức các công việc của tối tăm. Như công vụ chương 13, câu 8 cho đến câu số 12 ghi lại cho chúng ta. Bây giờ, Saul cũng gọi là Phaolô được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhìn thẳng vào tên thuộc sĩ ấy và nói, ngươi là con cái của ma quỷ, kẻ thù của mọi điều công chính, đầy xảo trá và độc ác. Ngươi cứ bẻ cong đường ngay thẳng của Chúa mãi sao? Này bây giờ tay Chúa trừng phạt ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong một thời gian. Lập tức sự mù lòa tối tăm giáng trên Elima. Anh ta đi quờ quạng, tìm người nắm tay dắt mình đi. Quan tổng đốc thấy sự việc xảy ra thì tin, vì ông kinh ngạc về đạo lý của Chúa. Anh chị em thấy ở đây, cái tên thuật sĩ này, Elima này, chúng ta thấy rằng cứ đi theo và phá rối công việc của sứ đồ Phaolô. Và chính những cái công việc này, nó ngăn trở công việc của Chúa, và sứ đồ Phaolô biết cái bàn tay nằm ở phía sau cái tên thuật sĩ này, đó là bởi vì anh ta là con cái của ma quỷ, kẻ thù của mọi điều công chính. Lòng nó thì đầy sự xảo trá và độc ác. Thì chúng ta thấy rằng trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, Phaolô được đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, ông công bố một lời, đó là ngươi sẽ không thấy mặt trời trong một thời gian. Thì kết quả chúng ta thấy rằng lập tức sự mù lòa tối tăm giáng trên Elima. Thì anh ta bắt đầu phải quờ quạng và nhờ người giúp đỡ để dẫn đường cho mình. Sẽ có những sự chống đối, sẽ có những con người, con của ma quỷ, nó có thể bày tỏ công việc, phá rối công việc của chúng ta. Khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta có một thẩm quyền cao hơn để đối diện với những thách thức này. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta nhận biết điều này, và chúng ta thấy rằng mình phải cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh liên tục là như vậy. Cảm ơn Chúa. Thứ bảy, chúng ta thấy có một sự dễ dàng hơn trong việc thực hiện các công tác của cơ đốc nhân. Ví dụ như trong việc tha thứ cho người khác, chúng ta thấy một cái gương có thể nói rằng kinh nghiệm được giống như thầy của chúng ta, đó là kinh nghiệm Etienne khi ông bị ném đá. Thì công vụ các sứ đồ chương 7 từ câu 55 đến 60 ghi lại cho chúng ta điều này. Nhưng Etienne được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói, kìa tôi thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời. Bây giờ họ la lớn, bịt tai lại và cùng nhau xông vào bắt Ê-tiên, kéo ra ngoài thành, rồi ném đá ông. Các nhân chứng lấy áo quần mình đặt ở nơi chân một thanh niên tên là Saul. Khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, là Chúa, là Đức Chúa Giêsu, xin tiếp lấy linh hồn con. Rồi ông quỳ xuống kêu lớn, lạy Chúa xin đừng quy tội này cho họ. Vừa dứt lời thì ông ngủ. Một sự thể hiện mà chúng ta thấy rằng nếu không được đầy dẫy Thánh Linh, làm sao một người có thể làm được như vậy?
Chúng ta thấy tại đây Ê-tiên đang hứng chịu những hòn đá người ta ném vào ông. Đến mức độ ông mất mạng vì những cái hòn đá này ném vào ông, cái trận ném đá này. Chúng ta để ý tại đây, cái thánh ghi lại cho chúng ta, nhưng Ê-tiên được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Và vượt đầy dẫy Đức Thánh Linh, cho nên thay vì ông rủa xả, chửi mắng lại và chống trả là những người ném đá mình, thì Ê-tiên cầu nguyện: Lạy Chúa, là Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con. Rồi ông quỳ xuống và kêu lớn: Lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ. Vừa dứt lời thì ông ngủ. Ở trong bản kinh thánh cổ của chúng ta, truyền thống của chúng ta, thì lời cầu nguyện này thì nói rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ. Cùng một lời mà Chúa Giê-xu đấng được đầy dẫy Đức Thánh Linh một cách liên tục. Ngay khi người ta đóng đinh Ngài, treo thân của Ngài trên thập tự giá, khi người ta phỉ nhổ, khi người ta đối xử với Chúa một cách tàn tệ như vậy, Ngài vẫn có thể cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Ê-tiên cũng có thể làm được điều đó, vì Kinh Thánh xác nhận với chúng ta Ê-tiên được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Anh chị em yêu dấu, trong cuộc đời hầu việc Chúa của chúng ta, có những lúc chúng ta sẽ đối diện với những con người như vậy, với những thách thức như vậy. Phản ứng của chúng ta lúc bấy giờ như thế nào? Tốt hay xấu? Trọn vẹn hay không? Tôi tin rằng phần lớn là do mức độ của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh hay không ở trong cuộc đời của chúng ta. Một sự tử vì đạo đầu tiên rất đẹp, để lại một lời làm chứng hết sức là mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Và tôi tin rằng Ê-tiên cũng là nguồn khích lệ cho các em của chúng ta khắp nơi trên thế giới, ở các xứ sở, tại những đất nước mà đạo của Chúa bị bắt bớ. Nhiều người bằng lòng chết, không chịu chối Chúa, bằng lòng chết cho Chúa. Và chúng ta nghe về những cuộc đời này thì chúng ta sẽ thấy có một điểm chung: họ là những người đầy dẫy Đức Thánh Linh, có một sức thiên từ nơi Chúa ban cho để có thể đối diện được với những thách thức như vậy. Cảm ơn Chúa. Cuối cùng, với những câu hỏi để chúng ta tìm được chìa khóa con đường dẫn đến sự đầy dẫy Thánh Linh một cách liên tục là gì? Trong kinh nghiệm cũng như trong lời của Chúa, tôi xin chia sẻ với anh chị em ít nhất là 5 điều tại đây. Thứ nhất, chúng ta phải nhận ra rằng mình có một nhu cầu rất lớn, mình cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh luôn luôn. Phước cho ai có tấm lòng nghèo khó, vì nước trời là của họ. Hãy nhận biết mình nghèo khó, thiếu thốn, không đủ ơn, đủ quyền của Chúa để làm bất cứ điều gì nếu không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi chúng ta nhận biết mình có nhu cầu này, đây là một cái điểm rất tốt để chúng ta kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh một cách liên tục. Thứ hai, chúng ta phải chủ động. Như Ephesos chương 5 câu 18-19, đừng say rượu, vì rượu xui cho buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có một sự lựa chọn, có một cái quyết định, có một cái sự đeo đuổi của chúng ta, như lời của Chúa đã khuyến khích chúng ta. Chúng ta phải chủ động. Và đây là điều mà nhiều người ngộ nhận. Họ cứ nói rằng khi mình được đặt tay, khi mình đi nhóm lại với hội thánh, lúc bây giờ mình sẽ kinh nghiệm được. Đúng, có những cái góc cạnh và có những việc giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta ở trong những hoàn cảnh đó, và khi các đầy tớ của Chúa, những người chung quanh của chúng ta nhận cái ơn của Chúa và họ có thể bày tỏ cái mục vụ của sự chuyển tải, có cái phần đó. Nhưng phần chính của chúng ta là phải chủ động. Nếu chúng ta không chủ động, chúng ta cũng không tha thiết để đến và nhờ các đầy tớ của Chúa đặt tay trên chúng ta. Chúng ta cũng không tha thiết để chúng ta đặt mình vào trong cái vị trí sẵn sàng để có thể kinh nghiệm được sự tuôn đổ, tái đổ đầy của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta. Nên chúng ta phải chủ động. Thứ ba, chúng ta phải khao khát. Như Thi Thiên 107 câu số 9, chúng ta phải
mở ra để Chúa có thể đông đầy trong chúng ta. Phước cho người đối khác sự công chính vì họ sẽ được no đủ. Nguyên tắc này luôn luôn khi chúng ta khao khát, Chúa tưới mát ở trên những người khao khát. Khi chúng ta hết lòng tìm kiếm khao khát sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta thấy rằng hôm qua chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng mà hôm nay chúng ta biết rằng mình cần phải được lại tái độ đầy để mình có thể bước ra và sẵn sàng để đưa vào phục vụ luôn. Vì chúng ta đã nhắc đến những điều có thể làm cho chúng ta thất thoát, yếu đi, mất đi sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta phải liên tục trở lại để chúng ta tiếp nhận. Tôi thường kể một câu chuyện cho anh chị em, và chúng tôi đã học biết về câu chuyện này nhiều năm về trước, khi mới bắt đầu kinh nghiệm được báp têm Đức Thánh Linh và học bước đi trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là trong buổi nhóm của mục sư Dale Moody, thì có một người đàn ông, mỗi buổi nhóm ông đều chạy lên phía trước, ông quỳ xuống và ông nói rằng: Lạy Chúa, xin đông đầy đời sống của con. Và Chúa nghe đông đầy trên ông, có những biểu hiện thể hiện ra. Sau buổi nhóm ông đi về. Buổi nhóm kế tiếp, trong giờ kêu gọi và phục vụ, cũng có người này chạy lên và ông cũng quỳ gối xuống và: Lạy Chúa, xin đông đầy đời sống của con. Ông làm như vậy trong các buổi nhóm. Cuối cùng thì có hai phụ nữ ngồi ở trong phòng thờ phượng, nhìn thấy cái cảnh này, nhìn biết mặt của ông này là cái người thường xuyên chạy lên như vậy, thì họ đã la lên: Chúa ơi, ông này là cái thùng lũng đó. Điều này cũng dạy chúng ta một nguyên tắc hết sức là quan trọng. Người ta đây đúng, chúng ta là những cái thùng lũng, và những cái việc mà chúng ta đối diện trong cuộc sống hàng ngày, đối diện với những cái thách thức ở trong đời sống, đối diện với những chống đối, luôn cả việc chúng ta phục vụ, thì chúng ta cho ra sự sức giàu đó, thì chúng ta là một cái thùng lũng. Công việc của chúng ta là cứ đặt cuộc đời của mình ở dưới nguồn chảy của Chúa, để chúng ta là được đổ đầy và tái đổ đầy trong đời sống của chúng ta. Phải đổi khác. Thứ tư, chúng ta phải xin. Điều mà Chúa Ngài hứa với chúng ta qua cái hình ảnh mà Chúa Ngài nói đến ở trong Luca chương 11 câu số 13. Vậy nếu các con là người xấu còn biết xin, biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Công việc của chúng ta là xin và nhận biết mình cần được liên tục tái đổ đầy. Mỗi ngày trong cuộc sống, mỗi buổi sáng thức dậy, nhận biết điều này, thì chúng ta hãy nhường đời sống của mình cho Chúa hoàn toàn kiểm soát. Rồi mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên của tôi là: Lạy Chúa, hôm nay con nhường thân thể đời sống của con ở trong sự kiểm soát của Chúa. Xin đầy dẫy chính mình Ngài trong con. Anh chị em, vì tôi biết rằng nếu không được đầy dẫy của Chúa, thì con người xác thịt của tôi có thể nó sẽ xuất hiện nữa. Vì có những điều nó có thể kích động làm cho con người xác thịt của chúng ta nó nổi dậy. Và chúng ta hãy đảm bảo sáng sớm điều đầu tiên, nhận biết và xin Chúa Ngài tái đổ đầy, để rồi xác thịt nó không xuất hiện. Và chúng ta sẵn sàng để đối diện với những thách thức, đối diện với những khó khăn, sẵn sàng để được đưa vào phục vụ. Cho nên chúng ta xin Chúa Ngài kiểm soát đời sống chúng ta hoàn toàn và đầy dẫy trong chúng ta. Nhường thân thể của chúng ta, đời sống của chúng ta, để Chúa Ngài có thể chi phối, Ngài kiểm soát, Ngài đổ đầy trong ơn của Ngài. Và cuối cùng là chúng ta phải làm điều này hàng ngày. Hàng ngày, anh chị em. Có một ý niệm để chúng ta thấy báp têm Đức Thánh Linh là lần đầu tiên chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và điều này xảy ra chỉ có một lần. Nhưng mà giữ cho đời sống của mình liên tục được đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta cần đến với Chúa, chúng ta cần trở lại để chúng ta được tái đổ đầy luôn. Cảm ơn Chúa trong việc xin và để kinh nghiệm được tái đổ đầy, chúng ta được quyền để trở lại với Chúa liên tục, thường xuyên. Và nếu chúng ta có thể giữ tấm lòng khao khát, nhận biết mình có nhu cầu, và chúng ta gắn liền với Chúa như các bộ phận của chân đèn liên lạc với chân đèn, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái ống dẫn sẽ giúp đỡ. Khi dầu đổ vào thì chúng ta thấy rằng dầu sẽ làm cho giữ cho đèn liên tục sáng. Cháy bằng nhiên liệu của dầu chứ không cháy bằng tim đèn, vì tim đèn nó sẽ lụng tàn nhanh.
nếu không còn có dầu trong đó. Xin Chúa Ngài ban ơn, tại vì điều này sẽ đẩy anh chị em vào trong chỗ để chúng ta nhận biết chúng ta cần được bắt tem Đức Thánh Linh. Thứ hai, chúng ta cần muốn kinh nghiệm sự đắc thắng, chúng ta cần được bắt tem Đức Thánh Linh, chúng ta cần sử dụng ngôn ngữ thiêng liêng mà Chúa Ngài ban cho trong việc cầu nguyện trong tiếng lạ, trong việc chúng ta tương giao với Chúa và nói tiếng mới như Chúa Ngài đã dạy chúng ta trong Mát chương 16. Và cuối cùng chúng ta phải giữ đời sống của mình liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Khi tái sanh, chúng ta được Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, đầy dạy trong chúng ta. Khi chúng ta được báp tem trong Đức Thánh Linh, chúng ta được Đức Thánh Linh đầy dạy bao phủ chúng ta bên ngoài. Khi chúng ta được tái sinh, trái của Đức Thánh Linh thể hiện hình ảnh của Đấng Christ ở trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta được báp tem Đức Thánh Linh và đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta nhận được năng quyền từ nơi Chúa để chúng ta tiếp tục công việc của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên đất này như Chúa đã dạy chúng ta. Ai tin ta sẽ làm việc ta làm, là làm trỗi hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Một hình ảnh đầy kết quả đắc thắng. Và xin Chúa Ngài cho chúng ta đeo đuổi để sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Cảm ơn Chúa. Tôi cầu nguyện những điều này khích lệ, động viên tinh thần anh chị em và đẩy anh chị em vào trong cái chỗ chúng ta không buông tay, chúng ta không nghỉ ngơi, nhưng mà cứ bám sát lấy Chúa như các ngọn đèn phải dính liền với chân đèn và được kết nối vào trong bình dầu. Một hình ảnh khác ở trong Sacheri, chúng ta thấy có hai nhánh olive. Chúng ta biết rằng dầu được sử dụng để thắp sáng chân đèn là dầu olive. Khi chúng ta liên lạc với nhánh olive, nguồn cung cấp dầu này từ những cái trái của olive, chúng ta liên lạc với Chúa, dầu của Chúa sẽ liên tục đổ ở trong chúng ta và chúng ta được sẵn sàng đưa vào sử dụng. Chúng ta tiếp tục cháy và chúng ta chủ động trong việc giữ cho lửa cháy không hề tắt. Và kết quả là đời sống chắc chắn Chúa Ngài sẽ sử dụng, đại dụng và tận dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng ta cùng đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Chúa vì sự trang bị tuyệt vời và Chúa cho chúng con tái khám phá. Chúa cho hội thánh của Chúa tái khám phá. Hầu cho chúng con có thể hiệu quả như hội thánh đầu tiên. Chúng con có thể sống đúng như sự kêu gọi của Chúa. Chúng con có thể kết quả như Chúa Giêsu Ngài đã định. Chúng con có thể tiếp tục công việc mà Chúa Giêsu đã làm. Ôi thật là một cuộc sống tuyệt vời. Chúng con cầu nguyện cho hết thảy anh chị em chúng con trong thời gian này. Cho những ai chưa kinh nghiệm được báp têm Đức Thánh Linh, tôi cho bởi sự khao khát có thể nhận được. Nhận được ngôn ngữ cầu nguyện để có thể gây dựng chính mình. Ôi là Chúa xin giúp đỡ để trong tấm lòng của anh chị em chúng con có ai đã hiểu sai vì bị dạy sai, xin Thánh Linh Ngài làm công việc cải huấn của Ngài qua lời của Chúa, qua hai bài học mà chúng con đã học ở trong tuần rồi và hôm nay, để chúng con biết trân quý sự trang bị này của Chúa, để chúng con gây dựng chính mình, để chúng con gây dựng đức tin của chúng con trên nền rất thánh bởi cầu nguyện trong Thánh Linh, để chúng con vững vàng sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng chúng con một cách đầy quyền năng. Và Chúa xin giúp đỡ để chúng con chủ động ở trong việc đảm bảo mình liên tục được tái đổ đầy, sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Bất cứ lúc nào cánh cửa cơ hội mở, chúng con bước qua cánh cửa cơ hội đó thì chúng con sẵn sàng để được sử dụng. Chúng con ngợi khen Ngài. Ban phước trên hết thảy anh chị em chúng con. Và xin Chúa Thánh Linh là đấng có quyền để có sự giúp đỡ. Có ai chưa hiểu một cách rõ ràng, xin Thánh Linh tiếp tục giải bài thêm Chúa dẫu để rồi hết thảy anh chị em chúng con đều sẽ kinh nghiệm phước hạnh này trước khi chúng con bước ra phục vụ các anh chị em ở trong nhóm của mình, ở trong mục vụ của mình, ở trong việc truyền giáo. Chúng con sẽ là những cơ đốc nhân đắc thắng kết quả cho Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ Chúa, con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em tràn đầy ơn của Chúa
và bước đi trong phước hạnh từ nơi Ngài. Hẹn gặp anh chị em ở trong ơn của Chúa. Hãy kinh nghiệm sự đắc thắng trong đời sống của mình. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.